Xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị và các bạn. Quý vị đang cùng theo dõi chương trình Niềm tin Hàn Việt. Mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua một số nội dung chính trong chương trình Niềm tin Hàn Việt kỳ này. Siêu thị hạnh phúc không đồng cho người nghèo thành phố Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp khởi nghiệp tập huấn online về đổi mới marketing, sale thời dịch bệnh. Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao giúp người nghèo mùa dịch Covid-19. Chiếc máy ATM gạo và sự lan tỏa tình yêu thương mùa dịch. Những ngày qua, từ sáng sớm, người dân đã xếp hàng dài tại chùa Vĩnh Nghiêm, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh để chờ mua hàng miễn phí tại siêu thị Hạnh Phúc Không Đồng. Đây là hoạt động do công ty Apex Group phát động. Ngoài ra, cũng có rất nhiều nhà hảo tâm khi biết chương trình đã ủng hộ sản phẩm cho siêu thị, người gấp gạo, người gấp đường, dầu ăn. Mô hình siêu thị Hạnh Phúc Không Đồng gồm 3 gian hàng chính, có những tình nguyện viên hướng dẫn giúp bà con điền thông tin vào giấy đăng ký cấp thẻ mua sắm và siêu thị sẽ mở cửa từ 8 giờ đến 17 giờ hàng ngày. Đối tượng được mua hàng tại siêu thị là những hộ gia đình nghèo tại thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi người dân khi đến có thể chọn cho mình 5 nhu yếu phẩm cần thiết như mì tôm, gạo, trứng với tổng giá trị đơn hàng cho mỗi lần mua là 100.000 đồng, tối đa mỗi người nhận được 2 lần một tháng. Gạo thì có thể ra ATM xin được mỗi ngày 1,5 kg rồi thì có đủ, có gạo ăn rồi thì giờ ra xin ra đây mua, tôi mua dầu ăn về mới trứng để về chiên ăn mỗi một buổi sáng. Cái siêu thị Hạnh Phúc này hả, giúp đỡ cho những người dân nghèo, những người lao động thất nghiệp đó, giống như những cái hoàn cảnh mà người ta khó khăn tới đấy đến đây xin những cái nhu phẩm này, rồi những cái mặt hàng thiết yếu này rất tốt cho mỗi gia đình những hoàn cảnh khó khăn. Siêu thị phát cho mỗi người đến mua hàng một tấm phiếu, người mua sẽ chọn những món cần thiết phù hợp với nhu cầu của gia đình. Sau đó, nhân viên sẽ hướng dẫn người mua hàng lấy đồ trên các kệ hàng. Có những cái đối tượng mà kể cả sau dịch người ta vẫn cần phải được giúp đỡ. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng siêu thị này sẽ được duy trì lâu dài để có thể trở thành cái điểm mua sắm không đồng cho những cái người khó khăn và đang bị mắc kẹt trong cuộc sống. Tại thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại chúng tôi mới liên hệ được với bên chùa có đủ cái địa điểm mà đạt đủ các tiêu chuẩn của chúng tôi thì đang hiện tại đây là đạt địa điểm đầu tiên. Siêu thị Hạnh Phúc Không Đồng có hơn 15 mặt hàng nhu yếu phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu như đường, gạo, dầu ăn, nước mắm, nước tương, trứng, nước rửa chén, quần áo cho trẻ em và người lớn, thuốc tây, dầu gió, phục vụ người nghèo tự chọn. Thời gian phục vụ sáng từ 8 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút suốt các ngày trong tuần. Từ Tết Nguyên Đán đến nay, đại dịch Covid-19 gây ảnh hưởng nặng nề cho nền kinh tế toàn cầu. Đa số các doanh nghiệp đều gặp khó khăn. Ở Việt Nam, 90% doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch đóng cửa, mặt bằng cho thuê ảm đạm. Nhiều ngành hàng đang được hưởng lợi, nhất là các doanh nghiệp biết tận dụng mạng Internet, kinh doanh online. Kinh tế đình trệ nên những doanh nghiệp nào kết nối được với khách hàng sẽ sống sót. Đây là chia sẻ của ông Trần Anh Tuấn, giám đốc công ty tư vấn chiến lược và thương hiệu The Pathfinder, tại buổi huấn luyện trực tuyến về đổi mới marketing và sales thời dịch Covid-19. Chương trình thu hút 50 doanh nghiệp khởi nghiệp từ nhiều tỉnh thành trong cả nước. Theo ông Tuấn, thời điểm này tuy hầu hết các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, nhất là các hoạt động liên quan đến bán hàng, nhưng kinh doanh là xây dựng và phát triển mối quan hệ. Điều này quan trọng hơn việc bán hàng vì khởi nghiệp không có nhiều tài sản. Doanh nghiệp khởi nghiệp cần có chương trình hành động hướng đến nhóm khách hàng mục tiêu, có niềm tin vào sản phẩm, doanh nghiệp mình, lưu ý các giá trị như tư duy sáng tạo, giá trị của sự tiện lợi, tái định vị giá trị mới đối với khách hàng mục tiêu, tăng các kênh bán hàng thông minh, bán hàng online. Doanh nghiệp khởi nghiệp cần đổi mới mô hình kinh doanh, tạo ra mô hình quản trị tinh gọn, phải biết ứng dụng và tận dụng tốt công nghệ. Thưa quý vị
và các bạn, khi dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn ra ở Việt Nam, nó ảnh hưởng đến rất nhiều gia đình, cơ quan, tổ chức. Trong đó, những gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn dường như bị thiệt thòi hơn cả. Hiểu rõ vấn đề này, ngay từ đầu tháng 4 đến nay, Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng Cao đã phối hợp cùng với các doanh nghiệp thành viên, các mạnh thường quân để kịp thời hỗ trợ họ vượt qua giai đoạn khó khăn này. Ngay từ đầu tháng 4 đến nay, khi chính phủ đưa ra phương án cách ly xã hội, Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng Cao, các doanh nghiệp thành viên đã có những hành động thiết thực hỗ trợ đến những người lao động bị ảnh hưởng từ dịch bệnh. Theo đó, hàng ngàn phần quà được gửi đến các gia đình nghèo ở các quận huyện ngoại thành trên địa bàn thành phố như Bình Tân, Nhà Bè, Cần Giờ, Củ Chi, Bình Chánh, Hóc Môn, quận 6 và quận 8. Gia đình bà Bùi Thị Mười, đường Huỳnh Tấn Phát, chồng mất sớm, một mình bà nuôi hai con gái. Con gái lớn gần 30 tuổi, cách đây gần chục năm bị tai nạn giao thông, não bị ảnh hưởng, chỉ làm được việc lặt vặt trong gia đình. Người con gái út 20 tuổi, từ lúc 6 tháng tuổi bị sốt, co giật, ảnh hưởng đến não và bị liệt, nằm yên một chỗ. Mọi sinh hoạt hàng ngày đều phải qua tay bà Mười. Những món quà từ các doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng Cao kịp thời gửi tặng dịp này sẽ giúp gia đình bà Mười bớt đi sự lo lắng về vật chất trong vài tuần tới đây. Cảm ơn mấy chú với các gia đình thành phố rồi, tôi cũng mang ơn lắm. Chứ giờ yếu và không có niềm mặn gì nổi giáo. Trời nay khó khăn rồi, sáng đi lên chảnh lĩnh tiền chưa có mà về giọt bẻ tay giáo nằm nãy giờ kìa. Càng ngày càng không có mần cái gì được cái giáo, mà càng ngày càng kiệt sức luôn nữa. Là cho cái gì hưởng nấy chứ giờ làm sao vậy? Người cho gạo, người cho nước mắm giờ thôi, người cho một chút. Còn đây là ông Hồ Văn Đuông, khu phố 4, huyện Nhà Bè. Gia đình không có con, bản thân ông là lao động chính nuôi vợ bệnh. Ông bị mù một mắt, mắt còn lại nhìn kém. Hiện ông Đuông là lao động tự do, ai thuê gì làm nấy. Từ khi dịch Covid-19, ông không có việc làm, bản thân già, chậm chạp nên việc càng ít hơn. Nghe địa phương báo có quà của nhà hảo tâm, ông lọ mọ tự mình đi tới khu phố, hỏi sao không chờ người ta đem quà tới. Ông nói nghe có quà mừng quá vì nhà đang rất túng thiếu, không có tiền mua đồ ăn, thức uống. Họ cũng nghèo, hồi đó giờ không có con cái gì hết trơn á. Nghe lệnh cấm ở nhà không đi đâu hết trơn. Chẳng dám ra ngoài đường sợ bệnh. Giờ cảm ơn ủy ban, cảm ơn nhà bà, bởi vì cảm ơn công ty có chất lượng cao tặng quà cho tôi. Tôi rất cảm ơn, để cuộc sống này chẳng khó khăn. Tại trụ sở Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng Cao, các phần quà liên tục được doanh nghiệp gửi đến từ gạo, mắm, muối, mì gói, nước tương, dầu ăn, chả hoa, phở, v.v. Liên tục trong các tuần, doanh nghiệp cùng các thành viên trong Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng Cao, chính quyền địa phương đã đến từng gia đình các hộ nghèo để trao tặng. Tại khu vực Bến Bình Đông, nơi có nhiều người lao động nghèo làm công việc bốc vác, cuộc sống nhiều người còn gặp nhiều khó khăn. Như gia đình ông Trịnh Quốc Cường, căn nhà có chiều rộng chừng 1m, dài 10m là nơi sinh hoạt của ba cha con. Từ khi dịch Covid-19, công việc bốc hàng của ông Cường không còn nữa, cuộc sống khó khăn hơn rất nhiều. Nhiều khi ông phải đi nhặt nhạnh ve chai về bán kiếm tiền sống qua ngày. Trước nay và hiện nay thì cũng là bốc xếp, thì ai kêu gì thì làm đó. Cuộc sống thì mọi người, ví dụ mình có giúp được người ta trong cái việc bốc xếp hay bất chuyện gì, thì trong cái bốc xếp đó mình cũng vẫn có năng khả năng để mình làm những tạo cuộc sống. Từ lúc mà có bệnh Covid này thì công việc của tôi hình như là nó bị tạm ngưng, không còn làm được cái gì, chỉ có ở nhà chứ không dám đi, tại vì mình muốn cho cộng đồng xã hội này không còn để cái nhiễm cái chuyện Covid này nữa, để dứt khoát hẳn, để cho những người dân khổ, những người dân lao động được một cái cuộc sống cho nó bình thường trở lại. Những cái sản phẩm này mà của nhà tài trợ, tạm trước hết đầu tiên thì xin cảm ơn các nhà tài trợ đã tặng tôi, đã giúp đỡ được tôi trong cuộc sống được cải thiện một phần nào đó, để đỡ khổ hơn trong cái cuộc sống ngày hôm nay. Không chỉ gia đình ông Cường, gần 300 hộ nghèo, đa phần có lao động chính làm bốc vác quanh khu vực Bến Bình Đông, quận 8, đã được trao những phần quà giúp họ vượt qua khó khăn trước mắt. Hôm nay nhà tài trợ có cho phần quà thì gia đình cũng cảm ơn và mừng lắm. Trong cái dòng dịch Covid như này là cũng chung cũng không có làm được nhiều. Chợ bán quán cà phê nhỏ mà cũng không có bán được cái gì thì đi làm thì cũng không có chuyện làm, cũng ở nhà thì nhờ ủy ban giải quyết được thì mừng, cảm ơn. Làm cũng ế, cũng mới mấy tháng này giờ ở nhà thì phụ làm nút cái này nọ với giữ cháu hoài thôi. Trước hết thì tôi nghĩ rằng chúng ta cũng phải cảm ơn các doanh nghiệp, tức là chính các doanh nghiệp cũng là tạo điều kiện
để cho hội làm cái chuyện kết nối với những cái người nghèo trong cái đợt dịch này. Cái thứ hai đó là lần này đó thì cũng là một minh chứng nữa cho cái sự năng động của Hội Hàng Việt Nam chất lượng cao. Nhiệm vụ của hội chính là phục vụ cho doanh nghiệp. Nhưng mà trước cái cơn đại dịch này đó thì chúng ta cũng thấy rằng phải có trách nhiệm của mình. Do đó đó thì với một sự kết hợp nhịp nhàng giữa hội và doanh nghiệp thì chúng ta làm nên được một số cái chương trình, một số cái công việc mà mình nghĩ là rất có ý nghĩa. Tôi thấy rất là thiết thực. Tại vì trong cái giai đoạn này đó là cái thực phẩm và một số những cái vật chất là rất là cần. Tại vì khi mà có chuyện xảy ra như dịch này đó, thì cái đối tượng mà bị thiệt hại nhiều nhất vẫn là những người nghèo, những người lao động, những cái người mà bình thường người ta cũng đã khó rồi. Khi có dịch xảy ra và có cái chuyện cách ly xã hội đó thì người ta lại càng khó khăn hơn. Bên cạnh là được chăm lo theo chế độ chính sách thì các mạnh thường quân, Mặt trận Tổ quốc cũng như là đoàn thanh niên, các hội đoàn cũng như là các đơn vị mạnh thường quân trên từng địa bàn, khu phố, ấp và từng địa bàn của xã thị cũng có những phần quà riêng và cũng đến thăm trực tiếp chăm lo những hộ khó khăn. Cụ thể ngày hôm nay thì được đơn vị mạnh thường quân của Hàng Việt Nam chất lượng cao cũng đến tài trợ cho nhà bè là 300 phần quà, thì cũng đến với lại 4 địa phương. Cũng hy vọng là những phần quà này tuy bé nhỏ nhưng cũng mang lại những cái điều quà thiết thực nhất để giúp bà con trong cái dịp khó khăn này. Cho đến thời điểm này, Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao cùng các doanh nghiệp mạnh thường quân trao gần 3.000 phần quà cho các hộ gia đình khó khăn ở nhiều quận huyện tại thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi món quà trị giá gần 500.000 đồng nhưng khá đầy đủ các sản phẩm cần thiết cho các gia đình. Cụ thể như gạo của công ty Cỏ May, Vinamit, ADC, nước mắm của Khải Hoàng, Thành Quốc, nước chấm Barona, Dì Mười, phở khô của Duy Anh, bánh mì Thanh Long của ABC Bakery và bộ combo 3 món của Nam Dương, dầu ăn cải lưng, nước tương, tương ớt, sản phẩm chảo hoa Nam Thụy, đường Biên Hòa, mì Milliket, thực phẩm ăn liền, cá viên và tôm viên Việt Sinh, nước diệt khuẩn Lis. Với tinh thần tương thân tương ái, thông qua Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao, nhiều doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động tặng sản phẩm mình làm ra hay mua hàng nghìn phần quà thiết thực ý nghĩa để hỗ trợ kịp thời cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn vượt qua đại dịch Covid-19. Họ thực sự là một điểm sáng, là những que diêm đốt cháy lòng thương người cho mọi người. Lòng tốt có sự lan truyền, một người làm việc tốt có thể kéo theo được nhiều người làm tốt. Đó chính là tinh thần lá lành đùm lá rách của các doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao với những người nghèo, người tiêu dùng sản phẩm của họ. Thưa quý vị và các bạn, nhiều doanh nghiệp trong Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao cho đến thời điểm này vẫn cam kết hỗ trợ, đồng hành cùng người nghèo thành phố Hồ Chí Minh để giúp họ ổn định cuộc sống hơn trong mùa dịch bệnh. Và không chỉ phát quà, các doanh nghiệp mạnh thường quân còn ủng hộ tiền để giúp cho người nghèo, công nhân khó khăn có được những phần cơm miễn phí đảm bảo dinh dưỡng. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chuỗi hoạt động thiện nguyện chăm lo đời sống cho người nghèo diễn ra tại nhiều tỉnh thành. Các tổ chức, đoàn thể, người dân, doanh nghiệp đã cùng đồng hành và có những sáng kiến hay để hỗ trợ người khó khăn. Trong đó, nổi trội và lan tỏa nhất vẫn phải kể đến chiếc máy ATM phát gạo miễn phí cho người nghèo. Từ chiếc ATM đầu tiên xuất hiện ở thành phố Hồ Chí Minh, sau chưa đến một tháng đã có hơn 60 máy ATM gạo xuất hiện tại nhiều tỉnh thành. Cá biệt còn có máy ATM phát cả trứng, rau, xúc xích hay là mì tôm. Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây. Ngày 6 tháng 4, khi cả nước cùng hành động chống dịch và thực hiện nghiêm chỉnh chỉ thị 16 của chính phủ, chiếc máy ATM gạo đầu tiên xuất hiện tại số 204B Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh đã làm rung động hàng triệu trái tim nhân ái, không chỉ trong nước mà vươn cả thế giới. Mạnh thường quân ùn đóng góp gạo, nhu yếu phẩm thiết yếu để hỗ trợ người nghèo vượt qua dịch bệnh. Chính những chiếc máy ATM gạo này đã tạo được sự lan tỏa, tô đượm nghĩa tình lá lành đùm lá rách và cả sự tự hào về cách làm từ thiện hiện đại văn minh. Cha đẻ của ATM gạo, anh Hoàng Tuấn Anh, giám đốc công ty PSG Lock, người được Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gửi thư khen ngợi. Thế nhưng hơn ai hết, niềm vui của anh lớn gấp bội lần khi mô hình ATM gạo đã được nhân rộng đến nhiều quận huyện, các tỉnh thành trên cả nước, qua đó mang đến niềm vui cho những người nghèo, những người gặp khó khăn mùa dịch Covid-19. Thất nghiệp á,
không có, thành ra thấy ở đây, thấy bảo mọi người, mấy anh chị ở phòng trọ bảo là ở đây có gạo phát, thành ra mới ra xin rồi cảm ơn mọi người đã giúp đỡ, chứ lúc đang không có việc, chờ cho mong còn đi làm để lấy tiền để trang trải cuộc sống, thấy cũng văn minh hơn, mà thấy kiểu như cũng tạo điều kiện cho những người khó khăn như bọn em. Tại cũng thấy không có bị tránh xa xa như này thì đỡ bị dịch hơn. Mỗi khi mà có dịch bệnh hoặc là thiên tai gì đó thì mọi người sẽ quyên góp vấn đề những cái lương thực cơ bản. Nhưng mà cái đợt này nó đặc biệt là cái đợt dịch này thì hạn chế những người đông người. Thì khi mà mình phát gạo, phát những cái lương thực đó theo kiểu truyền thống thì nó gặp phải tình trạng là tụ tập đông người. Ở cái máy tự động này thì người phát và cái người nhận không tiếp xúc với nhau. Cái thứ hai là thời gian phát của mình là 24 tiếng. Và mình suy nghĩ là mình sẽ lấy một cái những thiết bị trong cái tòa nhà thông minh đó, mình đem ra mình lắp cho cái máy này. Máy ATM gạo của Tuấn Anh được thiết kế lắp đặt chỉ trong vòng 8 tiếng, chi phí trên 10 triệu đồng. Qua phần mềm và camera nhận diện khuôn mặt, van tự động nhả lượng gạo đều nhau. Với trường hợp có sự chen lấn, hệ thống sẽ từ chối phục vụ. Mỗi người chỉ được nhận gạo một lần trong một ngày, chưa khống chế số lượng những ngày tiếp theo. Người nghèo lao động có hoàn cảnh khó khăn, chỉ cần đến bên chiếc máy, ấn vào nút, gạo miễn phí sẽ tự động đổ ra bịch ni lông với trọng lượng 1,5 kg một bịch. Những người đến nhận gạo xếp hàng với khoảng cách tối thiểu 2 mét nên tránh được sự lây lan dịch bệnh nếu có như khuyến cáo. Sau địa điểm ở quận Tân Phú, Tuấn Anh còn lắp đặt thêm nhiều máy ATM gạo khác tại các xã Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh và phường Hiệp Thành, quận 12, cũng ở thành phố Hồ Chí Minh. Thật ra những cái hệ thống cơ bản của nó thì thiết bị thì cũng khoảng là tầm 10 triệu thôi. Còn nếu tổng luôn những cái thiết bị khác thì tổng khoảng là 30 triệu một điểm. Thì mình thấy cái lượng gạo và cái lượng người giúp nó rất là nhỏ so với những cái mà mạnh thường quân khác có thể tài trợ. Mình mong muốn là khi mà mình được tài trợ với vấn đề gạo ổn định ở một điểm này đã, rồi mình sẽ phát triển ra 100 điểm khác. Thì dự tính của bên mình là mình sẽ làm ít nhất là mỗi quận một cái. Từ những chiếc máy ATM dùng nút bấm và nhận diện khuôn mặt qua camera này, nhiều đơn vị đã học hỏi, sản xuất ra những chiếc máy ATM gạo F1, F2 với nhiều cải tiến như dùng bàn đạp, thậm chí sử dụng thiết bị điều khiển từ xa. Khác với loại máy lắp cố định với thùng gạo chứa gạo trên cao, anh Nguyễn Trương Tuyến, CEO Vinalinks Group, lại thiết kế 11 máy ATM gạo phát miễn phí dùng bàn đạp, linh động trong việc di chuyển, lắp đặt. Hai chiếc máy ATM gạo mang tên Anloda, An Lòng Dân đầu tiên hiện tại ở quận Bình Thạnh, từ ngày 15 tháng 4 đã hỗ trợ cho hàng ngàn người dân được nhận gạo miễn phí mỗi ngày. Ghi nhận điểm phát gạo miễn phí thông qua máy ATM tại Trường Đại học Kinh tế Tài chính, đường Điện Biên Phủ, phường 15, mỗi ngày có khoảng 2.000 người nghèo đến nhận gạo. Theo thống kê, nếu như ngày đầu lắp đặt gạo có gần 3 tấn gạo được phát ra, thì những ngày tiếp theo, số gạo phát đến người nghèo không dưới 5 tấn. Đã có một số cái ý tưởng nó liên quan tới cái ATM gạo. Thì chúng tôi là một cái công ty cơ khí chế tạo máy, nhận thấy rằng là mình có sẵn những cái máy móc, trang thiết bị có sẵn, nhân lực con người có sẵn, thì chúng tôi đã nhanh chóng để sản xuất ra cái máy phát gạo tự động, hay còn gọi là ATM gạo với tên gọi là Anloda, có ý nghĩa là An Lòng Dân. Qua cái máy ATM gạo này thì bản thân tôi nhận thấy thì nó rất là hay và ý nghĩa, và riêng đối với phường thì chúng tôi xác định mục tiêu là chăm lo cho các cái đối tượng có hoàn cảnh khó khăn và hoàn cảnh mà bị cái công dịch vừa qua bị ảnh hưởng rất là nhiều. Do đó chúng tôi xác định chăm lo là trong đó là đúng đối tượng, và mục đích cuối cùng chúng tôi làm sao giúp các cái đối tượng này chúng ta có thể là vượt qua có hoàn cảnh khó khăn. Hiện nay ATM gạo được lan tỏa đến hàng chục tỉnh thành như Hà Nội, Huế, Tây Ninh, Thái Bình, Khánh Hòa, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, cho đến Đồng Nai, Đắk Lắk, Cà Mau. Hơn thế nữa, từ cảm hứng ATM gạo, nhiều tổ chức đã xây dựng ý tưởng và thực hiện thành công máy ATM phát các loại nhu yếu phẩm miễn phí đến người nghèo như trứng, rau, xúc xích. Việc mà chúng tôi sắp xếp về cái nhận cái ATM gạo này cũng trong thực hiện theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, là tập trung không quá đông người, khoảng cách giữ khoảng là 2 mét để làm sao đảm bảo sức khỏe, cũng như là thực hiện theo ý kiến đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân thành phố và Ủy ban nhân quận. Từ đó thì đối với khu vực phát gạo chúng tôi cũng
giữ được cái an ninh trật tự, giữ khoảng cách và đúng cái cự ly để làm sao để đến với bà con được trong thời gian sớm nhất. Sự thiết thực minh bạch từ những máy ATM gạo đã lay động trái tim của nhiều cá nhân, tổ chức thiện nguyện hướng đến việc chia sẻ với cộng đồng. Nhiều mạnh thường quân, các doanh nghiệp đã chung tay bằng cách góp hàng trăm, thậm chí hàng ngàn tấn gạo, thực phẩm để những chiếc máy này hoạt động hết công suất. Những chiếc máy ATM gạo góp phần mang đến cho những người khó khăn có được niềm vui, những bữa cơm đầy đặn và hơn hết, đó là niềm vui, sự ấm áp khi được cộng đồng xã hội quan tâm, không bị bỏ rơi khi gặp khó khăn. Quý vị và các bạn, hình ảnh về những tấm lòng thơm thảo mà xã hội cùng chung tay chăm lo cho người khó khăn trong mùa dịch bệnh đã khép lại nội dung chương trình Niềm tin Hàn Việt kỳ này. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình Niềm tin Hàn Việt kỳ tới.